Sau hơn 3 năm khởi công xây dựng, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang thi công 3 gói thầu lớn nhất bảo đảm tiến độ đề ra. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, hiện nay trên công trường sân bay Long Thành đang thi công 3 gói thầu lớn nhất gồm công trình nhà ga hành khách thuộc gói thầu 5.1, công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay thuộc gói thầu 4.6, hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2 thuộc gói thầu 6.12. Đến nay, về cơ bản dự án đã đáp ứng tiến độ đề ra, đại công trường thi đua lao động của gần 6.000 kỹ sư, công nhân trong nước và quốc tế với hàng ngàn máy móc, phương tiện, trang thiết bị thi công đã được tập kết, lắp đặt và vận hành để triển khai thi công các gói thầu chính. Các mũi thi công cũng được triển khai tối đa, thi công liên tục ngày đêm với mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh tiến độ. Theo ACV, đến nay mấu chốt quan trọng là phần ngầm của các gói thầu cơ bản đã hoàn thành trước mùa mưa, đảm bảo triển khai các bước tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn như phần vật liệu khan hiếm do nhiều dự án trọng điểm cùng thực hiện, đặc biệt dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có quy mô lớn. Nhiều loại vật tư vật liệu, thiết bị nhập ngoại khối lượng lớn cần phải đặt hàng sớm để đảm bảo tiến độ. Đồng thời, việc các gói thầu lớn cũng triển khai làm tăng cạnh tranh về nguồn nhân lực. Ngoài ra, thời tiết cực đoan ở Long Thành như mùa khô nóng, mùa mưa thì mưa lớn và liên tục làm gián đoạn thi công. Phía ACV đã yêu cầu các nhà thầu thi công tìm kiếm thêm các nguồn vật liệu thay thế kịp thời đáp ứng tiến độ như cam kết, đặt hàng và tập kết, dự trữ trước vật tư xây dựng. Các nhà thầu tranh thủ đẩy nhanh công tác thi công vào những thời điểm thời tiết thuận lợi và để tăng nguồn lực cho nhà thầu. ACV đã đẩy nhanh tiến độ thanh toán, bám sát tiến độ thi công tại hiện trường.